Vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện chương trình tọa đàm trực tiếp về y tế với chủ đề Bướu giáp và những vấn đề cần quan tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh STV1, STV2 trên sóng phát thanh FM tần số 100.4 MHz, trên trang Facebook Truyền hình Sóc Trăng và trên trang web thst.vn. Với sự tham gia của hai khách mời, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Kim Đài, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bác sĩ hợp tác Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Kỳ Minh, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng. Mời quý khán giả quan tâm đặt câu hỏi cho chương trình theo số máy 02993-526-526. Xin được nhắc lại số máy đường dây nóng của chương trình 02993-526-526. Ban thư ký sẽ bắt đầu tiếp nhận điện thoại từ 18 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023. Quý khán giả cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp trên Facebook Truyền hình Sóc Trăng hoặc kết bạn Zalo với số điện thoại 0944 333 676, sau đó thực hiện cuộc gọi video để đặt câu hỏi cho các khách mời vào lúc chương trình đang diễn ra. Đơn vị đồng hành cùng chương trình Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng.